Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Ở tập trước, Vương Lâm đã thành công giết chết Đằng Nhất. Mặc dù trong trận quyết chiến này, Vương Lâm đã sử dụng gần như toàn bộ sát chiêu của chính mình mới có thể đánh bại Đằng Nhất. Chúng ta sang tới nội dung của Tiên Nghịch tập 46. Một ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, hít thật là sâu. Nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó, lần này thi triển ra thần thông của cổ thần, Sao La không đủ nửa tháng rất là khó khôi phục lại như thường. Hắn đứng lên, liếc nhìn khối lỗi ở bên cạnh, trên thân thể của nó bị tổn thương mấy chỗ. Dựa theo ngọc sản miêu tả thì khối lỗi có thể tự chữa thương. Hắn bấm quyết đặt lên trên mi tâm của nó, lập tức khối lỗi hóa thành một màn xương đen chui vào bên trong túi chữ vật. Sau đó Vương Lâm lại ngoái đầu, phức tạp nhìn nam tử gầy như xương khô. Tộc nhân Đằng Gia này mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất là nhiều. Nếu như thần thông của cố đế không thể nào thi triển kịp thời, thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Sợ tơ thiên kiếp không đến lung vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm thật sự là không muốn dùng đến, bởi mỗi khi mà dùng ra, kế hoạch báo thù lần này của hắn có thể bị ngưng hẳn. Bởi vì sợi tơ thiên kiếp là Vương Lâm chuẩn bị để đối phó với thượng câm sứ giả thông thiên tháp năm đó. Lúc này chẳng những sợi tơ thiên kiếp không phải sử dụng, ngược lại còn thu được một giọt máu cổ thần. Mặc dù giọt máu cổ thần này không phải là tinh khiết lắm, nếu dùng nhiều sẽ hết, thế nhưng mà sự thật đã chứng minh có thể thi triển ra một lần thần thông của nó, tuy chỉ là một lần cũng đủ cứu mạng Vương Lâm một lần. Tay phải của Vương Lâm triệu ra cấm viên, nhìn nó một cái, ở trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi xử lý xong việc Đằng Gia thì phải kiếm lấy một chỗ có thể chống đỡ được thiên kiếp, hạ đạo cấm chế cuối cùng lên cấm viên cho nó đạt tới được cảnh giới mới. Lúc ấy uy lực của nó sẽ tăng rất nhiều, sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay, tấn công liên tục mà đối phương chẳng lo ngại gì. Lần đầu tiên Vương Lâm phát hiện ra pháp bảo của mình thật sự là rất thiếu. Thanh đồng cổ kính phát nổ khiến cho số pháp bảo quán vốn đã không nhiều lắm, giờ lại mất đi một. Cho đến bây giờ, pháp bảo quán có thể lấy ra, trừ cấm phiên ra cũng chỉ có vỏ kiếm thần bí kia, còn phi kiếm uy lực quá kém, cần tế luyện lại. Ngoài ba thứ này ra còn có mấy thứ chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là khu thú quyển. Thứ này trừ phi gặp một ít dị thú thực sự là hùng mạnh, nếu không chỉ là thứ vô tác dụng. Còn cuốn tranh huyền bí kia nữa, Vương Lâm tuy chưa bao giờ mở ra, thế nhưng mỗi lần xuất ra đều cảm thấy một cảm giác rất là kỳ lạ. Dường như ở bên trong cuộn tranh phong ấn kia một sinh linh hùng mạnh, trực giác nói cho hắn biết quyết không thể nào dễ dàng mở ra. Đương nhiên còn có một ít pháp bảo nữa, thế nhưng mà uy lực cũng không đủ. Trong mặc một chút, hắn lấy ra 3 túi chữ vật cất ở trong ngực. Trước nguy cơ không đủ pháp bảo, hắn không thể nào không đem mục tiêu đặt lên trên 3 túi chữ vật này. Qua trận chiến này hắn đã biết cực cảnh thần thức cũng không phải là vô địch, trên thế gian này còn rất nhiều thứ khác có thể đối kháng, thậm chí là không chừng còn có thể khắc chế. Nếu hắn đã tu luyện cực cảnh lên tới đỉnh cao thì cũng không cần quá lo lắng, thế nhưng tu luyện cực cảnh thật sự là rất khó khăn, do vậy pháp bảo trở lên vô cùng quan trọng. Vương Lâm không nghĩ sẽ đặt tất cả hy vọng vào cực cảnh, nếu như vậy thì một khi cực cảnh thần thức của hắn không thể nào sử dụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chăm chú nhìn 3 túi chữ vật, Vương Lâm thở dài, cấm phiên dùng lên hóa thành tấm màn đen bao phủ bốn phía. Từ mi tâm của hắn, hai ma đầu bay ra thủ hộ xung quanh. Do dự một lát, hắn không triệu hoán ra khôi lỗi, nó vừa mới trải qua một trận chiến với nam tử gầy như xương khô kia đã bị thương, lúc này không thích hợp dùng để phòng thủ. Chuẩn bị xong đâu đó, Vương Lâm ngưng thần, do tìm một túi chữ vật. Túi chữ vật này chính là của cố đế, trên đó có một chữ lam. Trầm ngâm một lúc, linh lực trong người quán điên cuồng chuyển động, phân thân hóa thành Nguyên Anh mở hai mắt, một tia linh lực uy áp tràn ra từ người của hắn. Thân sắc của Vương Lâm ngưng chóng, tay phải chậm rãi chạm vào cái túi. Khi tay của hắn đụng tới túi chữ vật, trên đó liền xuất hiện ra một lực cản mãnh liệt. Đáy lòng của Vương Lâm trầm xuống, hắn biết cổ đế vẫn chưa chết. Hít thật sâu, Vương Lâm dứt khoát ấn tay, liên tiếp không ngừng. Mỗi một lần thần thức của cổ đế lại ít đi một chút. Có điều Vương Lâm cũng phải chịu lực lượng phản chấn cũng càng ngày càng kịch liệt. Sau nửa nén hương, trán của Vương Lâm đã đầy mồ hôi, hắn thở hổn hển, xuất ra vài viên đan dược rồi ăn vào. Sau khi điều chỉnh lại nội tức xong, Vương Lâm lại cắn răng một cái, cực cảnh thần thức thoáng động lần nữa, xuất hiện trên tay phải của hắn, cùng với linh lực ở trong cơ thể hướng về túi chữ vật. Tốc độ lúc này rõ ràng đã nhanh hơn không ít, chẳng qua sự tiêu hao của Vương Lâm cũng lớn lên theo. Sau khi hắn liên tiếp dùng hết cả bình đan dược, bên ngoài túi mới dần dần xuất hiện ra một tầng bạch quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng rung động một chút rồi biến mất. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Túi chữ vật của cố đế đã bị hắn mở ra, thân thức hắn liền tiến vào bên trong dò xét, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở lên cổ quái. Trong túi chữ vật của cố đế rất ít đồ vật, ngoài hai khối cực phẩm linh thạch ra cũng chỉ có một vỏ kiếm cổ kính. Thần niệm của Vương Lâm lúc này hơi động, vỏ kiếm liền xuất hiện trong tay của hắn. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu, lông mày nhíu chặt. Vỏ kiếm này và vỏ kiếm của hắn không ngờ lại rất giống nhau, chỉ khác ở ký hiệu mà thôi. Do sự một lúc, Vương Lâm liền đem vỏ kiếm của mình ra, hai cái vỏ kiếm vừa mới cùng xuất hiện, đột nhiên ký hiệu ở trên đó bỗng nhiên lóe sáng. Một lúc lâu sau, ánh sáng mơ dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai vỏ kiếm, trong lòng quằn có một loại cảm giác trong vỏ kiếm này rõ ràng ẩn chứa một ít bí mật to lớn. Quan sát một lúc nữa, Vương Lâm thổi lại hai vỏ kiếm, túi chứa phần của cố đế hắn vỗ vỗ một cái liền nát vụn. Vương Lâm thở dài, phí hết tâm huyết mở ra túi chứa vật này, không ngờ lại lấy đường thứ cổ quái này. Vương Lâm chẳng biết là mình may mắn hay là xui xẻo đây. Hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hai cái túi chứa vật khác, bên trong một cái là di vật của thi hài thần bí trong chiến thần điện ở Hỏa Thần Quốc, cái còn lại chứa 10 pháp khí, nhưng pháp khí đó vốn là của thượng cổ tu sĩ ở nơi của cổ thần, chẳng qua tu vi của bọn hắn quá cường đại. Vương Lâm trải trăm cay ngàn đắng cũng chỉ may mắn khống chế được một khối kiện pháp khí chính là thanh đồng cổ kính mà thôi. Thế nhưng cổ kính này hắn thấy uy lực cũng không phải là mạnh lắm, còn kém xa mới xứng là pháp khí hàng đầu. Điều này khiến hắn thấy hơi khó hiểu. Hắn cầm lấy túi chứa vật, dùng thần thức xem xét ở bên trong một hồi, nhưng quầng sáng phòng ngự mấy pháp khí này vẫn như trước, với tu vi hiện tại quán còn lâu mới mở được. Lúc này thì Vương Lâm không khác gì là đang ở bên trong một tòa núi bạc, thế nhưng bản thân lại không tài nào nhặt lấy một đồng. Thở ra một tiếng, Vương Lâm cầm lấy túi chứa phần cuối cùng, thân thức đảo qua ở bên ngoài túi này lại có từng đợt lực cản. Vương Lâm cắn chặt răng một cái, không nói một lời liền thúc giục linh lực ở trong cơ thể, kết hợp với cực cảnh thần thức xóa đi thần thức ở bên trên đó. Thế nhưng ngay trong nháy mắt khi mà thần thức của hắn vừa đụng tới cái túi chứa vật này, đột nhiên thì thân thể của Vương Lâm chấn động, hắn cảm thấy ý thức của bản thân trong nháy mắt đó xuyên không gian. Trước mắt hiện ra chính là khung cảnh mặt đất rộng lớn, một người thanh niên tà dị đang phi hành, tốc độ của hắn nhanh tới khó mà tin nổi, cả đời này Vương Lâm chưa từng gặp qua. Khi mà đang phi hành, người thanh niên dừng lại và lạnh lùng nói: "Ngươi đừng hòng mà chạy thoát." Ý thức của Vương Lâm trở về thân thể, nhận ra thanh niên này rất mạnh và có sát khí đậm đặc. Vương Lâm nhớ lại cảnh tượng ở Tù Ma Hải, hiểu rằng thanh niên kia chính là khối thây khô ở Hỏa Phần Quốc và đang truy tìm túi chứa vật. Vương Lâm cố gắng xóa thần thức ở trên túi chứa vật, thế nhưng nhận thấy cần nhiều thời gian. Ngay sau khi hoàn tất xong mọi việc, Vương Lâm hướng về Đằng Gia thành. Tại đó, Đằng Hóa Nguyên và các tộc nhân đều lo lắng, nhận ra sự khủng hoảng do Vương Lâm tiến tới. Cả thành bị bao phủ xa bởi một lớp cấm chế, không thể ra ngoài, gây ra sự hoảng loạn khắp nơi. Tin tức về kẻ tàn sát thần bí kia lan truyền nhanh chóng. Đằng Gia đang đối mặt với sự tàn khốc khốc liệt gây ra bởi Vương Lâm, người mang trong lòng thù hận sâu sắc đối với Đằng Gia. Những tin đồn và sự bất an lan tràn bên trong gia tộc không thể nào ngăn chặn được nỗi sợ hãi hàng ngày tăng lên. Vào ngày thứ 9 của cuộc tàn sát, Vương Lâm xuất hiện trước Đằng Gia thành với một tháp đầu người được xây từ các thi thể của tộc nhân Đằng Gia. Hắn lạnh lùng tiến vào trong thành, tiêu diệt mọi sự kháng cự và giết chết 4 tu sĩ Nguyên Anh. Vương Lâm không ngừng giết chóc. Vương Lâm tiếp tục cuộc tàn sát Đằng Gia với tháp đầu người ngày càng cao hơn. Đằng Hóa Nguyên lúc này cũng đã xuất hiện, hắn bộc lộ ra sát khí, sử dụng một lá cờ màu vàng triệu hồi ra bộ xương khổng lồ đối đầu với Vương Lâm. Đáp lại thì Vương Lâm dùng hồn kỹ giải phóng ra hàng ngàn linh hồn gào thét. Hắn nhớ lại việc Đằng Hóa Nguyên từng bước hại gia tộc của mình và quyết tâm trả thù bằng cách triệu hồi ra hơn 100 người của Đằng Gia, rồi làm bọn họ phát nổ thành mưa máu. Trong nỗi kinh hoàng này, các tộc nhân của Đằng Gia tìm cách chạy trốn, thế nhưng mà bị linh hồn của Vương Lâm tấn công. Đằng Hóa Nguyên đã cố gắng chống cự bằng cách chia bộ xương thành nhiều phần để thôn phệ linh hồn. Lúc này thì Vương Lâm tiếp tục giết chóc không thương tiếc, khiến cho một thanh niên ở trong gia tộc hối hận vì đã mang họ Đằng. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo LTG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.